Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Veloz màu bạc ánh tím, màu khá đặc biệt của Toyota bản top, cũng như là giới thiệu anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz này thời điểm hiện tại. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Veloz top màu bạc ánh tím, và Toyota Veloz thì được phân phối thị trường Việt Nam 2 phiên bản và đang được lắp ráp tại Việt Nam, đang trong chính sách giảm thuế từ nhà nước. Thì với hai dòng xe thì có giá như sau. Với dòng xe bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết là 658 triệu và hiện tại thì bên em đang hỗ trợ cho anh chị là 25 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện là trị giá là 15 triệu. Thì với cái giá ưu đãi bên trên cộng với giảm thuế từ nhà nước thì anh chị lăn bánh thì chuẩn bị giúp em khoảng 670 thôi. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp trước mắt chúng ta đây, có giá niêm yết là 698 triệu và hiện tại thì bên em đang giảm là 26 triệu tiền mặt. Tính lăn bánh giảm thuế trước bạ thì chỉ còn khoảng 712 triệu là lăn bánh thôi. Còn trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 185 triệu là lăn bánh rồi, mang xe về rồi. Thì vừa rồi thì em cũng giới thiệu anh chị về cái giá bán của chiếc xe này. Cái chiếc xe này thời điểm hiện tại thì giá đang rất là tốt, vừa được nhà nước hỗ trợ thuế, lại còn vừa được đại lý giảm rất là nhiều và cũng được tặng rất là nhiều phụ kiện. Thì nếu anh chị nào đang muốn tham khảo xe để chạy gia đình cũng như là chạy dịch vụ thì em thấy là thời điểm này lấy xe rất là hợp lý rồi. Thì xe thì có rất nhiều tính năng, đặc biệt là bản G này có rất nhiều tính năng để hỗ trợ lái, ví dụ như là có camera 60 này, có mặt trước của camera 60 này, có đèn tự động, đèn LED, đèn sương mù. Ngoài ra thì cái ngoại thất cũng rất là đẹp, la răng rất là lớn này, la răng so với cái bản tiêu chuẩn thì lớn hơn 1 inch và có thiết kế khác đẹp hơn. Gương thì cụp tự động, như anh chị thấy vừa rồi thì khi em đang sử dụng em bấm khóa cửa thì cái gương nó tự cụp lại, và anh chị thấy đây là có cái mắt cam ở trên gương này. Cửa tự động em đeo khóa ở gần người, chạm vào một cái là gương cụp mở, gương mở và cửa sẽ mở. Còn đây là nội thất của xe. Phần đuôi xe của hai phiên bản thì giống hệt nhau rồi. Còn em sẽ quay một chút về phần nội thất để anh chị xem. Nội thất của xe thì có rất nhiều tính năng, ví dụ như là ở gương vừa rồi em có giới thiệu là cụp mở tự động này. Ngoài ra thì còn có thêm tính năng là cảnh báo điểm mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Nó rất là tiện lợi cho anh chị sử dụng. Ngoài ra thì chiếc xe này thì còn có tính năng cụm tính năng Toyota Safety Sense, có cảnh báo tiền va chạm này, cảnh báo lệch làn, có đèn pha tự động, rồi có pha cốt tự động đấy ạ, và bật mở đèn tự động đều có hết. Ngoài ra thì cái nội thất của xe được sử dụng cái tông màu là đen pha với cả màu ghi, rất ghi giả ghi sáng rất là đẹp. Nội thất thì có những cái tính năng khác như là điều hòa tự động này, có đây là phanh tay điện tử cũng như là auto hold, và phía bên dưới này là sạc không dây cho hàng ghế đầu tiên. Xe thì có rất nhiều hốc để đồ này, có hốc để đồ này, ở đây là cổng sạc cộng với hốc để đồ rất là nhiều hai bên cánh cửa. Còn hàng ghế thứ hai thì hàng ghế thứ hai đặc biệt là chiếc xe này trong duy nhất trong phân khúc có chế độ ghế sofa. Thì khi mà anh chị cho tiến cái hàng ghế thứ hai này lên trên kịch và ngả lưng ghế xuống thì sẽ tạo thành cái mặt phẳng từ hàng ghế thứ ba thông xuống đây, thì để anh chị nào trên những cung đường dài mình có thể nghỉ ngơi rất là tiện lợi. Và xe thì có thêm một cái có mỗi cửa gió cho hàng ghế thứ hai và thứ ba ở đây, thì anh chị luôn yên tâm có chỉnh được gió này, yên tâm về cái nhiệt độ của xe. Và có cả cổng sạc tất cả hàng ghế, cổng sạc hàng ghế thứ hai này, có sạc hàng ghế thứ ba này, đầy đủ hết các cái tiện nghi. Thì vừa rồi thì em đã làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz bản top cũng như là phiên bản tiêu chuẩn màu bạc ánh tím. Thì anh chị nào quan tâm đến các vấn đề khác cần em tư vấn thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em vui lòng hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.